600 ngàn. Ôi sushi ướp đá nè, ngon quá. Vô đây đang ăn gì đã? Đang ăn sushi. Đi ăn sushi với ai đã? Đi với anh. Anh Chamber hả? Ừ, ghê lắm. Sunny, đi đây ăn quán này mấy lần rồi? Thử thú đi. Lần đầu tiên trong đời. À, lần đầu tiên trong đời đồ. Đó, ngon chưa? Lần đầu tiên trong đời đi ăn quán này bằng tiền của mình. Ừ. Chắc là có chai gần đi. À, hay quá ha. Món này món gì? Đây là cá sashimi cá hồi, đây là cá chích ép trứng. Ừ, à, ép trứng ở dưới hả? Rồi phía bên này có cái gì? Lòng nho. Đông nho đúng không? Rồi. Anh đã là ăn đông nho tốt cho sức khỏe. Anh nào bảo ăn đông nho tốt cho sức khỏe? Anh ấy đi. À, anh ấy hả? Rồi, ai ăn đi nha. Đây, món tiếp theo là sushi. Sushi trứng cá. Đây là gừng đỏ nè. Ừ, đó, cho anh đi. Ăn vô đi là phê tới nóc luôn. Em cho anh xin xin thêm mù tạt hả? Đây nè. Có không? À, à, thấy hả? Ừ. À, vô đây ăn cái đó đi. Rồi, cảm giác của em khi ăn rong nho trong nhà hàng Nhật nó khác gì rong nho ở siêu thị? Thôi mà đi ăn nhà hàng ăn mấy món này ít calorie lắm, ăn thoải mái. Mà ăn cái này xong nhẹ bụng. Ừ thì đúng rồi, nó không có chất béo, nó không có toàn là ăn tươi ăn sống không mà dinh dưỡng cao nhưng mà lại không có chất béo bão hòa nhiều đâu. Ngon không? Ngon tuyệt đối luôn á hả? À, cá hồi thì có chất béo rất là tốt nhưng mà nó không phải đồ chiên. Ăn món này là tuyệt đối tốt cái cho sức khỏe luôn. Đẹp đúng không? Rồi. Cá chích ép trứng. Cái này là trứng rồi, cái này là cá rồi. Ở giữa có một lát gừng mỏng. Ngon ha. Sao em không bỏ mù tạt nhiều vô? Như không ăn được nhiều mù tạt. Nhưng mù tạt đấy mới ngon chứ. Ngon nhưng mà ít. Ngon ha. Rồi, cảm ơn. Tiếp theo chúng ta quay tiếp nha. Rồi. Tiếp theo chúng ta có món gì đây? Cơm cuộn cá ngừ và bơ. À, cơm cuộn cá ngừ và bơ. Wow, ngon quá. Còn món này em. À. Rồi chúng ta có món chiên duy nhất trong bữa ăn ngày hôm nay. Món này khá là nhiều calo. Nhưng mà không sao đâu. Đó. Ngon chưa các bạn? Cực kỳ ngon luôn. Wow. Đây, mình vừa đi thưởng thức đồ ăn và mình vừa đi thưởng thức lại là nghệ thuật đó. Ừ. Nên các bạn xem, các bạn like, share, mình subscribe cho Uni. Cho Uni kiếm lại chút vốn nha. Ngon không? Ngon không? Có cuộn bơ trong đó nữa đúng không? Tuyệt vời luôn. Mày nói là cái bơ ở đây giống bơ gì ta? Nó vừa, nó không có béo như bơ mình mua. Nói chung là chất lượng tuyển chọn đồ ăn là tuyệt đỉnh đúng không? Đây là nhà hàng Sushi World. Đấy. Đối diện sở thú. Đối diện sở thú nha. Bơ nó thanh, nó vừa tới. Cái đậu nành Nhật này mang cảm giác như thế nè. Thơm, ngon, mềm. Cực kỳ ngon luôn hả? Những món này cực kỳ tốt. Biết đến mấy nhà hàng này em mới biết tới món đậu nành này. Hồi xưa sinh viên nghèo là mình biết. Rồi, vậy nên ăn ngon nha. Bye bye. Bye bye các bạn.